Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Như các bạn đã biết ấy, chúng ta có một cái đơn vị nó giống như nguyên thạch ở Benzene, đó là phi màu. Phi màu trong này thì các bạn có thể làm gì? Thứ nhất là các bạn mua được cái thể lực này. Số 2 là các bạn có thể là quay banner. Vì vậy phi màu là một trong những cái nguyên liệu giá trị nhất của Zenlab mà các bạn có thể kiếm được. Mới đây thôi ở trên Bilibili á, có một pháp sư Trung Hoa, anh chàng này đã tính cho chúng ta là trong cái phiên bản toàn bộ nhé của phiên bản 1.0 này, chúng ta kiếm được bao nhiêu phi màu và bao nhiêu lượt quay miễn phí. Anh ấy tính riêng ra là phi màu riêng này, còn lượt quay là tính riêng. Lượt quay ở đây chúng ta sẽ tính đến những cái lượt quay đây. Lượt quay băng gốc này, lượt quay băng đặc biệt này và lượt quay của cái bamboo này. Tổng cộng phi màu các bạn sẽ kiếm được ở đây ấy, nó sẽ là 28.535. Ngoài ra những cái lượt quay chúng ta có thể kiếm được là 157 cái lượt quay mà các bạn có thể quay banner. Tính gộp cả banner thường này, banner quay đặc biệt này và banner của bamboo nha. Anh chàng pháp sư này cũng chia sẻ luôn đấy. Đó là những cái lượt quay các bạn nhận được ở cái đăng ký trước này, anh sẽ không tính vào. Tại sao? Bởi vì không phải ai cũng sẽ chơi từ cái thời điểm mà đăng ký trước. Biết đâu có những người mà chơi từ 1.3, thậm chí đến 2. Các bạn đã bắt đầu chơi thì làm gì nhận được những phần quà đăng ký trước đâu. Vì vậy anh chàng này sẽ không tính những cái lượt đăng ký trước nhé, chỉ tính những cái lượt mà farm được ở trong phiên bản 1.0 thôi. Vậy thì cũng tiện trong cái video là các bạn kiếm được bao nhiêu cái phim màu miễn phí thì bởi tôi cũng sẽ làm luôn cho các bạn là những nguồn kiếm phim màu miễn phí đấy là ở đâu. Tôi biết là sẽ có những cái nguồn mà các bạn chắc chắn là biết ở đâu, đó là kiểu làm nhiệm vụ hàng ngày này. Cái này các bạn chắc chắn là biết đúng không? Nhưng thậm chí có những cái nguồn kiếm phim màu mà tôi nghĩ chưa chắc các bạn đã biết là kiếm như thế nào đâu. Rồi, trong video hôm nay chúng ta sẽ đến với tất cả cách kiếm phim màu ở trong cái tựa game Zenlab này nhá. Và trước khi vào video các bạn đừng quên để lại cho Bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi. Anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Intro nào. Số 1 chúng ta sẽ nói đến nhiệm vụ ngày. Cái này thì chắc chắn là ai cũng biết và các bạn sẽ phải làm mỗi ngày. Và tổng cộng nó sẽ là 60 phi màu miễn phí. Số 2 thì ngay bên cạnh đó thôi, chúng ta sẽ đến với cái phần là mục tiêu. Cái mục tiêu này thì các bạn sẽ kiếm được cho mình những cái đồng phim màu, chỉ là nó chỉ kiếm một lần thôi, nó sẽ không lặp lại. Số 3 chúng ta sẽ đến với lỗ hổng số 0. Trong lỗ hổng số 0 này có hai cái loại. Một đó là các bạn sẽ leo cái cấp level này, 60 cái level để các bạn kiếm được phim màu nhá. Số 2 thì các bạn sẽ phải làm cái ủy thác thưởng này, nó sẽ làm mới mỗi tuần vào thứ hai. Các bạn cũng sẽ farm được phim màu mỗi tuần bằng cách là làm cái ủy thác kiểu này. Và số 3 là các bạn chỉ cần vượt những cái ải lần đầu nhá. Nhớ nhá, các bạn vượt ải lần đầu thì chúng ta sẽ có cái phần thưởng là phim màu đây. Các bạn thấy cái phim màu đây. Còn nếu mà các bạn đi rồi, các bạn có điểm rồi mà các bạn quay trở lại thì chúng ta sẽ không có phim màu nha các bạn. Số 4 đó là bảo vệ trụ Shizu. Cái bảo vệ trụ Shizu này thì nó giống với cả La Hoàn ở trong cái Sinbad. Trong này cũng sẽ có hai loại. Một đó là các bạn đi nhận quà một lần. Đó là những cái phần quà mà các bạn chỉ cần đi qua thôi, đạt được hạng S là chúng ta nhận hết quà của nó. Nó sẽ không làm mới. Chúng ta sẽ có 10 phòng như vậy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái phòng tiếp theo ở cái phần màu đỏ này. Là các bạn đi hết 10 phòng này rồi thì các bạn mới mở khóa được cái màu đỏ này. Và thời gian làm mới của những cái phòng đỏ này thì hiện tại tôi vẫn chưa rõ là khoảng bao nhiêu ngày. Tầm khoảng 15-16 ngày là chúng ta sẽ làm mới một lần. Số 5 chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ nói chung. Nhiệm vụ nói chung ở đây gồm những gì ạ? Là có ủy thác cốt truyện này, ủy thác chiến đấu này và ủy thác thăm dò. Có 4 chương hiện tại là đến chương 1, chương 2, chương đệm 2 và chương 3. Tất cả những cái này đều cho các bạn cái phần thưởng là phim màu miễn phí. Riêng cái phần ủy thác cốt truyện chúng ta có thêm cái phần là độ khó. Cái độ khó này thì các bạn chỉ cần đi qua thôi, đánh những con quái mà các bạn đã đi qua những cái phòng trước này này, là các bạn sẽ nhận được thêm cho mình những cái phần thưởng phim màu. Và nó sẽ chỉ nhận được một lần. Vì vậy đây cũng sẽ là cái chỗ để các bạn kiếm cái phim màu. Còn nếu các bạn hỏi là cấp độ bao nhiêu thì anh em đi được cái độ khó này thì đơn giản nhá. Các bạn chỉ cần đi qua những cái phần đây, phần dễ này. Chỉ cần đi qua cái phần này thôi là các bạn sẽ mở khóa được phần khó và các bạn đánh luôn. Tại sao ạ? Khi mà các bạn lên level thì những cái phòng này nó cũng sẽ lên level. Như các bạn thấy là khi mà tôi cái level có 40 thôi. Cái cấp ở đây nó chỉ có 30, 35 gì đấy, 38. Cho đến hiện tại tôi cấp level 50 rồi thì cái cấp ở trong này nó cũng lên là 48 này. Thành ra các bạn đừng có hỏi là level bao nhiêu thì đi được cái độ khó này. Chỉ cần các bạn đi qua cái độ dễ này các bạn vào đánh độ khó luôn cũng được. Không nhất thiết là phải để ý cái mốc level đâu nhá. Số 6 chúng ta sẽ đến với sự kiện. Sự kiện ở đây nói chung chúng ta sẽ có nhiều sự kiện. Số 1 là chúng ta sẽ có cái điểm danh mỗi tuần. Cái này thì khoảng 7 ngày chúng ta sẽ có một lần điểm danh và thường chúng ta sẽ nhận được những cái lượt quay. Số 2 là có những cái sự kiện, ví dụ như là cái sự kiện thử thân thủ này. Các bạn chỉ cần dùng thử nhân vật ít nhất là 5 sao nhá, hoặc là rank S á là các bạn có nhận được phim màu. Còn với những cái rank A thôi thì các bạn không có nhận phim màu nhá. Cái này thì chắc là các bạn cũng quen thuộc rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm những cái sự kiện phụ. Các bạn có thể làm những cái sự kiện này để các bạn nhận được những cái phần thưởng của mình. Ngoài những tài nguyên mà các bạn cần để nâng cấp nhân vật thì chúng ta vẫn sẽ có những phần thưởng phim màu ở trong cái sự kiện kiểu như vậy nhá. Số 7 chúng ta sẽ đến với kho video. Kho video ở trong cái tựa game này thì nó giống với cả nhiệm vụ truyền thuyết ở trong Cinepack vậy.
Tất cả những nhân vật thì chúng ta đều sẽ có 3 cái nhiệm vụ truyền thuyết của họ, và sau khi mà các bạn hoàn thành 3 cái nhiệm vụ này, các bạn đều sẽ nhận được cái phần thưởng là phim màu. Những cái nhiệm vụ truyền thuyết trong kho video ấy, thì các bạn sẽ cần phải, số 1 là cái mốc level nhất định các bạn ấy mở được này. Số 2 là các bạn cần phải làm những cái nhiệm vụ chính tuyến liên quan đến những nhân vật như vậy thì các bạn mới có thể mở được. Và sau khi đủ điều kiện, các bạn chỉ cần vào chỗ kho video ở đây này. Đó là các bạn có thể là mở toàn bộ những cái nhiệm vụ truyền thuyết của nhân vật như vậy, và làm xong các bạn sẽ nhận cho mình là cái phim màu miễn phí nhá. Số 8, chúng ta sẽ đến với bàn làm việc, hay còn gọi là giáo trình, nó giống với trong Genshin. Bất cứ một cái gì mới mà các bạn khám phá ra đấy thì chúng ta đều sẽ có được cho mình là cái phần thưởng, đó là phim màu. Vì vậy khi mà các bạn thấy cái bàn làm việc của mình nó nhấp nháy hay nó sáng á, các bạn vào kiểm tra, hoặc là tự động các bạn vào check qua cũng được, để mình biết là có những cái gì mới. Và sau khi mà check xong thì các bạn sẽ có những phần thưởng phim màu, mặc dù là ít thôi, nó không nhiều, thế nhưng mà nó cũng sẽ cho các bạn cái phần thưởng là phim màu. Và khi mà nhiều những cái khám phá các bạn đã mở ra rồi ấy, thì cái số lượng phim màu của nó không hề ít một chút nào cả. Số 9 thì chúng ta sẽ đến với huấn luyện. Bất cứ một nhân vật nào mà các bạn mở được ở trong người ấy, thì các bạn đều sẽ có thể là vào trong cái phần là huấn luyện thử nghiệm VR này. Các bạn chơi những nhân vật như vậy để mình làm quen được với cách chơi này, hoặc là cách combo của những nhân vật như vậy. Và sau khi mà đã tập luyện với cả những nhân vật như vậy xong á, các bạn chỉ cần ra ngoài và chúng ta sẽ có cái phần là khích lệ huấn luyện này này. Đó, ở đây nó cũng sẽ cho các bạn những cái phần thưởng là phim màu nhá. Số 10, chúng ta sẽ đến với sĩ quan Meo Meo. Tại tất cả những cái map mà các bạn có thể khám phá được, như là ngõ 6 này, như là quảng trường này, vân vân, thì các bạn đều sẽ có cho mình sĩ quan Meo Meo, và họ sẽ cho các bạn những cái phần thưởng khi mà các bạn khám phá map. Ở đây thì chúng ta sẽ có là mỗi một cái mặt Meo Meo các bạn có 10 cái đồng phim màu miễn phí này. Số 11 thì trên map của các bạn chắc chắn là sẽ có những con bamboo bị hỏng này, hay là những cái dương mà các bạn kiểu dương xe tải nhỏ đấy. Tất cả những cái dương như vậy hay là những con bamboo như vậy đều sẽ cho các bạn phần thưởng là phim màu. Vì vậy khi mà các bạn thấy ở trên map là có những cái xe tải nhỏ này hay là những con bamboo cần giúp đỡ thì các bạn hãy nhớ nhặt nhé, đừng bỏ lỡ những cái phần thưởng miễn phí như vậy. Số 12, chúng ta sẽ đến với chơi điện tử. Cái chơi điện tử ở đây là một trong những chế độ mà các bạn có thể co-op được với cả những bạn bè của mình ở trên thế giới. Và khi chơi xong ấy, các bạn sẽ có những cái thành tựu nếu mà các bạn hoàn thành nó trong quá trình của các bạn chơi. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phim màu miễn phí mà các bạn có thể nhận được. Vì vậy các bạn nhớ là đọc những cái yêu cầu của nó trong này để mình nhận được những phần thưởng phim màu miễn phí như vậy. Lưu ý một chút cho các bạn này, với mỗi một cái chế độ khác nhau, ví dụ các bạn đang chọn là chó săn linh hồn 3 đúng không? Các bạn mở thành tựu, chúng ta sẽ có thành tựu là chó săn linh hồn 3. Các bạn chọn cái đấu trường rắn này, thành tựu của chúng ta là đấu trường rắn. Mỗi một loại thì nó đều cho các bạn phần thưởng phim màu riêng, và tổng số lượng phim màu các bạn kiếm được từ thành tựu của trò chơi điện tử nó rất là nhiều, nó không hề ít một tí nào đâu nha. Số 13, chúng ta sẽ đến với sạp báo. Mỗi một ngày sạp báo sẽ làm mới và các bạn sẽ có cái phần thẻ cào ở đây này. Đấy, các bạn cào mỗi ngày thì biết đâu các bạn sẽ có tỷ lệ là các bạn trúng được phim màu. Có những bạn may mắn thì thậm chí là 3 ngày thông liên tục các bạn cũng có thể kiếm được 20 phim màu, là 60 phim màu rồi. Còn với tôi ấy, thì một tuần kiếm được một cái phim màu đã là may mắn rồi. Cái này tùy thuộc vào may rủi của các bạn mà thôi. Số 14, chúng ta sẽ đến với thành tựu. Thành tựu ở đây thì nó sẽ không giống với thành tựu các bạn chơi ở trong trò chơi điện tử. Cái kia nó tính riêng nha. Còn cái thành tựu bên ngoài này là liên quan đến khi mà các bạn khám phá map này, khi mà các bạn đã hoàn thành những cái nhiệm vụ của mình, những cái khám phá của mình ở ngoài thế giới, thì chúng ta sẽ nhận được. Nó sẽ chia làm 3 loại: đời sống này, chiến thuật và khám phá. Tổng số lượng phim màu các bạn nhận được của thành tựu nó không hề ít. Vì vậy các bạn lưu ý rằng là nếu các bạn chưa hoàn thành những cái thành tựu nó dễ đấy, thì vui lòng đọc cách hướng dẫn của nó ở trong cái phần này này. Sau đó các bạn hoàn thành nó là mình có thể nhận được những phần thưởng phim màu rồi. Số 15 đó là hẹn hò. Hẹn hò thì như thế nào? Các bạn vào phần tin nhắn nhá. Trong phần tin nhắn các bạn sẽ ấn sang phần danh bạ. Trong phần danh bạ này ấy, thì các bạn sẽ có những cái nhân vật các bạn đã sở hữu hoặc là các bạn đã gặp ở trong cái nhiệm vụ ấy. Nó sẽ cho các bạn vào trong này và các bạn mỗi ngày sẽ có tối đa là 3 cái lời mời. Những cái lời mời này thì các bạn sẽ hẹn một nhân vật bất kỳ. Ví dụ ở đây các bạn thấy là có Elen của Bảy Tối bận này, có Aton bận này, có Nicole bận. Bởi vì ngày hôm nay Bảy Tối đã hẹn 3 nhân vật này gặp và để tăng cái điểm, đây này, tăng cái điểm độ tin cậy của họ. Phải đến ngày mai chúng ta làm mới lại 3 cái lời mời thì Bảy Tối mới có thể mời tiếp được. Hiện tại là không thể mời thêm nữa rồi. Tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến cái phần lời mời danh bạ này? Bởi vì các bạn khi mà leo được cái điểm yêu thích, cái phần độ tin cậy này, là chúng ta sẽ có thể nhận được phim màu. Và các bạn có thể nhận được một nhân vật tối đa là 80 phim màu. Ngoài ra các bạn còn nhận được cái hình ảnh của nhân vật đấy ở trong cái trang đây, cái trang chính của các bạn. Các bạn thay đổi trong này này. Nhớ nhá, phải đạt được cái cấp yêu cầu nhất định, cấp cuối cùng á, thì các bạn mới có thể là mở được những hình ảnh của nhân vật đó ở trên trang xem nhá. Thành ra dành cho bạn nào chưa biết ấy, thì các bạn sẽ vượt qua cái cấp độ nhất định. Tôi không nhớ là cấp độ bao nhiêu, hình như là 30 thì phải, là các bạn có thể mở được cái điểm tin cậy của nhân vật và các bạn sẽ bắt đầu đi farm những cái điểm tin cậy này nha.
Số 16 chúng ta sẽ đến với cấp độ. Mỗi cấp độ trong này thì nó đều cho các bạn những cái phần thưởng. Không phải là lúc nào chúng ta cũng có phim màu, thế nhưng sẽ có những cấp độ nó tặng cho các bạn là phim màu cũng như là lượt quay thưởng như vậy này. Và tôi nghĩ rằng cách nhận quà trong này thì bạn nào cũng biết đúng không? Không cần phải nói thêm gì về nó nữa rồi. Số 17 chúng ta sẽ đến với câu lạc bộ HiA, nơi mà các bạn đi farm những cái nguyên liệu của mình ạ. Các bạn lưu ý rằng là khi các bạn tiêu những cái nhựa hay là thể lực của các bạn vào trong cái câu lạc bộ này để đi farm á, chúng ta sẽ có cái phần thưởng. Đó là các bạn tiêu cái điểm điện lượng của mình ấy. Các bạn tiêu càng nhiều thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều những cái phần thưởng, trong đó có cả phim màu. Tối đa hiện tại chúng ta đọc được là tiêu hao đến 3.750 cái điểm thể lực, điểm điện lượng á, là các bạn có thể nhận được hết tất cả các phần thưởng phim màu trong này rồi. Vì vậy các bạn đừng để phun nhựa ở trong người nhá, hãy xả nó đi và xả vào đâu cũng được. Và tốt nhất là xả vào trong này để các bạn lấy phun cái điểm điện lượng này. Số 18 chúng ta sẽ đến với những cái mã đổi thưởng. Game của miHoYo thì thường chúng ta sẽ có cái mã đổi thưởng của phiên bản, và các bạn chỉ cần nhập thôi là chúng ta sẽ có cái phần thưởng phim màu miễn phí của mình. Vậy thì kiếm phim màu ở đâu? Tất nhiên là bởi tôi sẽ luôn cập nhật cho các bạn những cái code của Zenless này, cũng như là của những cái tựa game miHoYo ấy, nhanh nhất, sớm nhất có thể. Các bạn chỉ cần ấn vào nút đăng ký kênh và bật thêm cái nút chuông thông báo á. Khi nào mà có code thì bởi tôi sẽ thông báo, hoặc là làm một cái video hướng dẫn các bạn lấy cái code đấy để các bạn tự nhập vào tài khoản của mình. Số 19 là thông qua cái phần thư này, chúng ta sẽ có những cái gì ạ? Thứ nhất là thư đền bù cập nhật này, số 2 là thư khắc phục sửa lỗi này, số 3 là thư của những phần thưởng khác, và số 4 đó là thư khi mà các bạn hoàn thành những cái khảo sát đặc biệt. Ví dụ đây các bạn có thể thấy nhá, họ ghi rằng là khi mà các bạn hoàn thành cái khảo sát này chúng ta sẽ nhận được 60 phim màu này. Đấy, vì vậy nếu các bạn chưa hoàn thành những cái khảo sát là khảo sát người chơi không này, khảo sát về trải nghiệm 1 này, khảo sát về trải nghiệm 2 này, thì các bạn hoàn thành những khảo sát này chúng ta nhận những phần thưởng phim màu của mình đi, dễ mà. Số 20 là trên trang HoYoLab, các bạn vào trong cái phần Zenless nhá, thì nó có cái phần là điểm danh này. Đây cũng là một cách các bạn có thể kiếm được phim màu ở trong cái phần điểm danh này. Với lần đầu tiên các bạn điểm danh, các bạn sẽ có ngay cho mình 100 phim màu miễn phí. Đó, ngoài ra chúng ta sẽ kiếm thêm 60 phim màu hàng tháng vào ngày thứ 5 này, ngày thứ 13 này và ngày 20. Tổng 3 lần, mỗi lần 20 là 60 nha. Vậy là bảy tôi đã cùng với tất cả các bạn chúng ta tổng hợp lại 20 cách để các bạn có thể kiếm được cho mình 28.535 phim màu miễn phí cộng với cả 157 lượt roll khác nhau. Đây là một con số rất là lớn nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, khi game vừa mới ra mắt, cái chuyện mà chúng ta có nhiều cái phim màu ngay từ đầu ấy nó là chuyện rất dễ hiểu. Hy vọng rằng là với nhiều lượt quay như vậy các bạn sẽ có thể nổ cho mình được cả Elen này và cả Trấn nữa. Còn nếu các bạn có tích cho phase số 2 của phiên bản này ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể giữ lại giống như tôi này. Tôi đã có Elen, có Trấn rồi và bởi tôi đang giữ lại khoảng 35 lượt quay cho cái phase số 2, quay tiếp một nhân vật DPS nữa. Vậy nhá, bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, bảy xin gửi lời chào cũng như hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.